Mekong rời Phnom Penh bằng hai nhánh để tiến vào đồng bằng Nam Bộ. Từ sâu trong lãnh thổ Việt Nam, chúng vội vã phân thành luồng để đổ ra tám cửa biển lớn. Sóc Trăng là tỉnh xa nhất có cửa sông. Đó là Định An và Trần Đề đón nước chảy ra từ sông Hậu. Chúng tôi chạy sát một dòng kênh thẳng tắp song song với quốc lộ 1A theo hướng từ Cần Thơ xuống Sóc Trăng. Tới địa phận huyện Mỹ Tú thì phát hiện một kiểu đánh cá rất lạ, gọi là đánh chà. Họ lấy cành cây cọc cắm xuống dòng sông tạo nên một ngôi nhà cho cá vào cư trú. Và tất nhiên khó có loài vật tinh khôn nào thoát khỏi cái bẫy ấm cúng và êm đềm đó của con người. Có hàng trăm cách đánh cá khác nhau được người ta nghĩ ra suốt bao thế kỷ, và chắc chắn sẽ còn vô số cách khác tiếp tục ra đời. Săn bắt tôm cá vốn là trò chơi lý thú đầy kịch tính và hấp dẫn. Quốc lộ 1A luôn có một dòng kênh song hành cận kề từ ngoại vi Cần Thơ xuống tới Cà Mau, dài 170 cây số, giống như đoạn Dương Tử chảy kề đường 214 ở Vân Nam vậy. Chúng tôi chọn một khách sạn xinh đẹp ở ngoại vi tỉnh lỵ làm đại bản doanh cho các hoạt động khám phá miền đất Sóc Trăng. Nơi đây thật sự nên thơ và yên tĩnh, đầy đủ tiện nghi, khá sang trọng, để lại ấn tượng tốt đẹp cho khách phương xa. Khuôn viên khách sạn rất rộng, gần gũi với thiên nhiên, nhưng là một thế giới riêng, biệt lập, với hàng loạt công trình đa dạng. Nhìn khu giả sơn được thiết kế công phu mà thông cảm với nỗi khao khát núi đồi của cư dân đồng bằng. Nó giống như sự thèm khát biển cả của cư dân vùng nóc nhà thế giới. Trên miền sơn cước ở tận lưng trời mà đoàn phim đã đi qua, rất nhiều hồ nước được họ gọi là biển, như hồ Thanh Hải cao 3.200 mét trên cao nguyên Thanh Tạng, biển Nạp Bạc cũng cao 3.200 mét ở miền Bắc Vân Nam, hoặc hồ Nhĩ Hải dưới chân Thương Sơn bên thành Đại Lý này chẳng hạn. Người dân Sóc Trăng bên bờ sông Hậu đâu có ngờ rằng thế giới mặt nước mênh mông mà họ suốt đời gắn bó lại có một phần chảy ra từ vùng hồ diễm lệ trong xanh trên cao 2.000 mét này. Đây chính là miền sơn thủy Thương Sơn Nhĩ Hải lừng danh thiên hạ ở thượng lưu Mekong, nơi mà nếu lưu ý họ sẽ nhớ ra rằng đã có lần nhìn thấy trong bộ phim cổ trang nổi tiếng Thiên Long Bát Bộ trên màn ảnh truyền hình. Là một đại trường giang quốc tế, Mekong chảy qua biết bao vùng đất giàu bản sắc văn hóa truyền thống, như lướt qua hàng loạt vườn địa đàng huyền bí, nguy hoàng và dị biệt. Trước khi đặt chân tới miền đất lạ của Mekong, chúng tôi có cảm tưởng như đại bộ phận chiều dài của dòng sông nằm ở bên kia bức màn bí ẩn. Và rồi sau hàng chục chuyến đi gian lao vất vả, điều lý thú nhất được nhận biết chính là cái thế giới đằng sau bức màn đó còn lạ lùng, kỳ vĩ và huyền bí hơn rất nhiều những gì mà chúng tôi tưởng tượng. Giờ đây, mỗi khi trầm ngâm bên dòng chảy Cửu Long, hàng loạt hình ảnh nên thơ, diễm lệ đã từng làm đoàn diễn khách đắm say lại hiện về bồng bềnh miên man trong suy tưởng, như giấc mộng vàng về một thời xa vắng, nay chỉ còn vương lại nỗi bâng khuâng. Là miền đất bao la, đa sắc tộc, đa tín ngưỡng, nhưng bao trùm lên tất cả là nền văn hóa Phật giáo tinh túy, từ bi và bác ái. Mekong hiện lên như một hòa phẩm kỳ ảo của thiên nhiên, một nét duyên thơ mộng về tình yêu và cuộc sống, một bài thơ đầy nhạc cảm về những giá trị nhân văn ở riêng một góc trời. Trên các nẻo đường vạn dặm, dòng sông đã tự làm giàu thêm hành trang của mình bằng những khu vườn nghệ thuật đầy màu sắc của biết bao dân tộc, biết bao miền đất, biết bao thế kỷ, biến chúng thành tài sản chung của các cộng đồng ven bờ. Thật xứng đáng là kỳ công của con người và tạo hóa.
Trên suốt chiều dài nhiều ngàn cây số, đời sống xã hội Mekong luôn xuất hiện biết bao điều tương đồng, dị biệt và lý thú. Ví dụ như tục đua thuyền chẳng hạn. Ở Sóc Trăng thì đó là hội đua ghe ngo và dịp lễ cúng trăng ốc ông bóc của người Khmer nổi tiếng nhất đồng bằng sông Cửu Long vào ngày 15 tháng 10 âm lịch để tạ ơn thần mặt trăng đã cho mùa màng tươi tốt. Hội đua thuyền tương tự cũng diễn ra trên sông Tonle Sap trước hoàng cung ở Phnom Penh của Campuchia với quy mô tầm dốc lớn hơn nhiều. Còn những hình ảnh lộng lẫy đầy màu sắc rực rỡ này là lễ hội trên sông của người Thái. Con thuyền và dòng sông đơn thuần không còn là phương tiện giao thông, là phong cảnh trữ tình thơ mộng trong những bài thơ ca khúc nữa, mà đã trở thành đối tượng cho những lễ hội văn hóa lớn. Chính con người tài hoa và lãng mạn đã tô vẽ để dòng sông trở thành lung linh, huyền ảo, diễm lệ đến mơ hồn. Còn tục đua bò mà chúng tôi bắt gặp trên đường đến thăm cố đô Bagan cổ kính của đất nước Myanmar huyền bí lại chẳng khác bao nhiêu với những lễ hội đua bò của đồng bằng sông Cửu Long diễn ra ở An Giang hay ở ngay Sóc Trăng này. Tất cả đều hào hứng, sôi nổi, gần gũi với sinh hoạt của người nông dân lam lũ, hiền lành và chất phác. Sóc Trăng là đô thị của sông nước, của tàu thuyền, là một phần hữu cơ thân thiết của Mekong hùng vĩ. Thành phố nằm gọn trong đồng bằng trồng lúa nước và là sản phẩm của nền văn minh nông nghiệp. Diện tích lúa chiếm tới 94% đất canh tác, nên đời sống cũng khấm khá, nhưng không thể gọi là giàu sang được. Nét chung của các đô thị đồng bằng sông Cửu Long là tấp nập, sầm uất, khá bình dị và yên tĩnh, tiêu biểu cho sự gần gũi giữa thành thị và nông thôn, giữa trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt với buôn bán tiêu dùng. Người Kinh chiếm khoảng 65% dân số toàn tỉnh, người Khmer 28%, người Hoa 7%. Đây là tỉnh có người Khmer và người Hoa đông nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Tỷ lệ người Khmer trong dân số không cao bằng Trà Vinh, nhưng số lượng thì lớn hơn. Du khách tới vùng hạ châu thổ này thường bị quyến rũ mạnh bởi các món ăn hấp dẫn từ các loài thủy hải sản được chế biến khá đơn giản, tự nhiên đến bất ngờ. Mùi thơm ngào ngạt của chúng lan tỏa trong không gian khiến bạn khó lòng thờ ơ. Riêng món bún nước lèo Sóc Trăng thì từ lâu đã lừng danh khắp thiên hạ, chẳng hề lạ lẫm với dân ngoài tỉnh vì nó thường được dùng trong bữa ăn sáng ở khắp nơi. Nhưng đã đến Sóc Trăng thì không thể không ngồi xuống đây mà suýt xoa, xì sụp bởi hương vị nồng nàn, thơm nức, béo ngậy của nó vẫn có gì đó hơn hẳn ở Sài Gòn. Sóc Trăng còn hai sản phẩm đặc biệt khác được người tiêu dùng cả nước đánh giá cao, đó là lạp xưởng và bánh pía, được tiêu thụ rất mạnh ở khắp các tỉnh và xuất khẩu. Chỉ riêng phần ruột heo được chế biến rất công phu để làm vỏ bọc đã là một bí quyết cho sự thành công. Tất cả có 7 công đoạn trong quá trình chế biến được tuân thủ rất nghiêm ngặt. Riêng bánh pía, ai đã một lần thưởng thức thì không thể nào quên. Rất khó có loại bánh ngọt nào sánh nổi. Đây là một sáng tạo độc đáo và tài tình của bà con người Hoa Sóc Trăng. Chiều sương rừng tía lệ tuôn làng, san sát nghe đầy bến trúc lan. Cây nước sai theo người tráng sĩ, con đò quên cả chuyến sang ngang. Sông nước đôi khi chứa đầy quyền lực, đưa hồn ti sĩ bay vào cõi lãng du, hoặc đưa hồn ta rời khỏi chốn phong trần mà trở về với thời thơ trẻ. Mekong đã bao lần bồng bềnh như thế trong tâm tưởng của chúng tôi, những kẻ lang thang bé nhỏ đang gom nhặt hình ảnh cho bộ phim này. Cái mênh mông của dòng sông đôi khi chỉ thoáng hiện về như một vài cánh diều.